Ngày 28 tháng 6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí 6 tháng đầu năm 2023. 6 tháng đầu năm, báo chí hoạt động đúng định hướng, đúng tôn chỉ, mục đích, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, kịp thời nắm bắt, phản ánh đời sống, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời, phản ánh kịp thời, khá toàn diện các hoạt động, thông tin thời sự, chính trị diễn ra trong tỉnh, trong nước và thế giới. Các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của nhân dân. Tại hội nghị, đại diện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã cung cấp thông tin về tình hình sạt lở vừa qua trên địa bàn tỉnh và phương hướng khắc phục trong thời gian tới. Các cơ quan báo chí cũng đã phản ánh nhiều nội dung liên quan về vấn đề truyền thông chính sách, ảnh hưởng của suy giảm kinh tế đối với ngành báo chí và một số vấn đề dư luận quan tâm. Định hướng tuyên truyền thời gian tới, ông Lê Minh Đức, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lưu ý các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trên các lĩnh vực, nhất là về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Những kết quả đạt được trên các lĩnh vực của tỉnh, các ngành, các cấp gắn với việc tuyên truyền thực hiện nghị quyết, các chương trình hành động của tỉnh ủy. Đồng thời, có kế hoạch tuyên truyền cụ thể trước, trong và sau các sự kiện, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội.